hôm nay là ngày 21 tháng 3 năm Giáp Ngọ 2014. Ni sư chủ trì chùa Liên Hoa cùng chư tôn thượng tọa Đại đức Tăng Ni và quý Phật tử ở trong tỉnh và ngoài tỉnh long trọng cử hành lập đàn phóng sanh tại chùa Liên Hoa. Và chúng tôi được mời tham dự và có buổi chia sẻ về cái công đức phóng sanh. Và chúng tôi thường giảng đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập Phật Thích Ca Mâu Ni có nói. Như vậy hôm nay chúng ta phải làm phóng sanh như thế nào đúng lời Phật dạy, và đặc biệt cái lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni càng quan trọng hơn nữa, đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Phật dạy. Đáng lẽ hôm nay chúng tôi giảng 10 công đức phóng sanh, tuy nhiên chúng tôi đã có giảng rồi, nhưng mà hôm nay chúng tôi nói đến cái công đức phóng sanh, làm sao phóng sanh như thế nào đúng lời Phật dạy. Chúng ta phải nương cái lời của Phật dạy. Phật dạy 10 công đức phóng sanh rất rõ ràng trong kinh Đại Tập. Chúng tôi thật sự phải nương theo cái lời Phật dạy và lấy những lời của Phật dạy chúng ta áp dụng sao cho đúng. Chúng tôi nhớ Hòa Thượng Tịnh Không có nói về cái việc phóng sanh. Người ta hỏi Hòa Thượng Tịnh Không á, những con thú này khi mình ra chợ mình đặt người ta để mình mua mình mang về, thì khi mình nhốt nó 1-2 ngày nó chết như vậy, mình có mang tội không? Thì Hòa Thượng nói nếu mình đặt trước, mình có ý mua đồ tính toán đặt trước để cho người ta đi bắt, tức là mình xúi cái người khác đi bắt, mình sẽ mang tội, không ạ? Nhưng mà khi mình ra chợ gặp con gì mình mua con đó mình đem về, mình không có ý muốn giết nó, nhưng mà cái thọ mạng nó hết, lúc đó nó phải chết. Và chúng tôi khuyên quý vị như lời của Hòa Thượng nói là mua về đừng có phải để 1-2 ngày, 3-4 ngày. Quý vị mua về lúc nào chúng ta phóng sanh lúc đó. Nếu ở tại chùa hôm nay có chư tôn Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni về đây để phóng sanh, thì chúng ta ra liền ngoài chợ chúng ta mua mang về để thả. Còn nếu không có chư tôn thượng Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni để mà làm lễ phóng sanh, thì quý vị ra ngoài chợ, quý vị mua về, quý vị niệm Phật, quý vị thả, có công đức không? Có. Có. Xin thưa quý vị là chúng tôi đang phân tích phải làm sao đúng lời Phật dạy nữa à. Thực ra mà nói thì quý vị đã xem tất cả những băng đĩa của chúng tôi từ xưa nay, những lời dạy của chư tôn Đức Tăng Ni khi chỉ dạy là chúng tôi y giáo phụng hành, không dám chê bai chỉ trích và không dám bác bỏ. Nhưng mà mình phải làm sao vận dụng cho đúng lời Phật dạy. Xin thưa quý vị, có một vị hỏi ngài Lý Bỉnh Nam. Ngài Lý Bỉnh Nam là Bồ Tát cư sĩ, đệ tử duy nhất của Ấn Quang Đại Sư. Và như vậy người ta hỏi ngài Lý Bỉnh Nam, khi con thả cá ra ngoài sông ngoài hồ mà người ta bắt như vậy con có mang tội không? Thì Lý Bỉnh Nam nói này nha, người thả có công đức của người thả, người bắt có tội của người bắt. Nhưng ý của mình đừng có thả mà để kêu người đó bắt cá của mình. Và Hòa Thượng Tịnh Không nói quý vị đi tìm cái chỗ nào mà thả đó mà nó xa những dân làng. Thường ở miền Tây mà chúng tôi đi thả một lần 5-6 tấn cá đó, là chúng tôi thuê một chiếc thuyền đi ra tuốt chính giữa sông, mà sông cái sông Hậu, sông Tiền á, mà chính giữa đó đó là chúng tôi rải từ từ chúng tôi thả đi. Có một lần chúng tôi ở tại sông bến sông của Cần Thơ, thì chúng tôi tổ chức mua cá, ra chợ gặp chúng tôi mua, thì mấy ngưỡng người người ta biết chúng tôi thả là người ta dí ghe theo, thì chúng tôi không thả, chúng tôi đứng đó để niệm Phật. Và niệm Phật và chúng tôi bắt đầu chạy ra tuốt ngoài xa, mà ghe chúng tôi là cái ghe nó có máy nổ, rồi chúng tôi chạy tuốt ra ngoài xa nó theo không kịp. Và chúng tôi rải rác từ từ thì những con cá sẽ sống hết. Tức là mình làm Phật sự phải có trí tuệ. Quý vị đi phóng sanh mà kéo ung một nhóm quý vị đi đông quá, và cả mình thả ngay chỗ đó, ý như là mình gì? Mình thả đó họ biết thì họ bắt. Thì bây giờ mình biết cái cách mà họ thấy mình đi phóng sanh như vậy họ đến bắt, thì mình tìm cách khác, phải không ạ? Tìm cách khác được không? Được. Như vậy mình làm đúng cái lời Phật dạy là 10 công đức phóng sanh, và mình thả làm sao? Mình phải có trí tuệ, đừng để người khác bắt, thì mình vẫn thả được, phải không quý vị?
Được. À, có một lần chúng tôi bị người ta lừa. Quý vị biết bị lừa sao? Chúng tôi lên thiền viện Trúc Lâm. Có một, tức là đi vô thiền viện Trúc Lâm là chèo ghe ra xa đó, là chúng tôi thả là nó không bao giờ bị bắt được. Bởi vì cái ghe mà người mà bắt á, giăng lưới á, người ta chỉ đứng ở ven bờ thôi. Còn ghe chúng tôi là ghe lớn đi ra ngoài á, thì họ không có giết hay mà bắt được. Nhưng mà bị lừa một trận. Người ta nói thay thay, vô đây thả đi, ngay chỗ cái bờ này đó, là con thả cá như vậy á, là con coi giùm cho thầy. Con coi cho thầy yên tâm không ai bắt đâu à. Mình đã tin người, tin người mà bị lừa. Rồi chúng tôi cái ồ thiệt như vậy hả? Thôi coi giùm thầy nha. Hôm nay thầy mua 2 tấn cá nhiều lắm. Nhưng mà thầy đến thầy thả như vậy đó, là chú có tấm lòng như vậy là chú được một nửa công đức. Anh kêu dạ dạ. Thì thưa quý vị, chúng tôi mang cá vô thả, vừa thả quay ra cái nó hít gió một cái là người ta quay lưới bắt. Như vậy chúng tôi có tội không? Vì sao? Vì chúng tôi không âm mưu với họ. Đúng không ạ? Chúng tôi không âm mưu với cái người á mà kêu thả cá đây đi con coi cho thầy, rồi thôi thầy yên tâm. Nhưng mà cái đó là cái nó lừa gạt chúng tôi. Tội từ tâm khởi, tâm chúng tôi không khởi ra là âm mưu với cái người bắt cá đó để chúng tôi thả cá ra cho người đó bắt cá chúng tôi. Chúng tôi không âm mưu điều này. Tội từ tâm khởi, chúng tôi không có âm mưu để cho cá chết, cho nên thành ra chúng tôi không mang tội. Chúng tôi quả quyết điều này. Không ạ? Nếu chúng tôi âm mưu mua cá, kêu Phật tử vận động bỏ tiền ra mua cá, mua lươn, mua chim để mà thả ra, để mà âm mưu với cái ông mà ổng kêu rằng thả cái chỗ nhà ổng đi rồi không có ai bắt đâu, nếu chúng tôi âm mưu như vậy á là chúng tôi sẽ bị mang tội. Đúng ạ? Chúng tôi làm việc thiện nhưng mà tâm chúng tôi là tâm âm mưu để vận động tiền Phật tử mua cá để âm mưu với người đó bắt, bắt rồi đem đi bán nữa cho Phật tử, thì cái chuyện này là cái chuyện tội lỗi. Đúng không ạ? Nhưng mà chúng tôi không có ý niệm này ạ. Chúng tôi không có ý niệm với họ, mà chúng tôi thả một cách vô tâm. Thì người thả có công đức của người thả, người bắt có tội của người bắt. Đây là lời trong kinh Phật dạy nha. Chúng ta phải nói cho xác minh. Và A nói, Lý Bỉnh Nam nói, Lý Bỉnh Nam đây một vị Bồ Tát cư sĩ, nói rất rõ ràng cái điều này. À, thì như vậy hôm nay chúng ta tổ chức phóng sanh là theo lời Phật dạy, đó là 10 công đức phóng sanh. Mà mình phóng sanh làm sao để cho cái thọ mạng của con cá này kéo dài? Thì mình rải rác mà thả những cái sông lớn nè, mình thả ít ít, đừng có thả một chỗ nhiều nè. Mình tìm cách vận dụng làm sao mình thả cho những con cá này sống được lâu. Đó là những cái điều mà chúng ta làm một việc Phật sự, làm theo lời Phật dạy, nhưng phải có trí tuệ để làm. Chứ không chúng ta thả một đống đó thì những con cá đó mà nó không được thả nó cũng bị chết. Đó, như vậy cho nên thành ra chúng ta không bỏ phóng sanh. Đúng không ạ? Vì lời Phật dạy làm sao mà bỏ? Không bỏ phóng sanh mà phải làm sao cho đúng nghĩa với phóng sanh. Cho nên hôm nay chúng tôi nói đề tài là phóng sanh như thế nào đúng lời Phật dạy. Chúng tôi chưa nói đề tài nào bao giờ. Phật nói 10 công đức phóng sanh chắc chắn là nó có cái lợi ích chứ không phải không có lợi ích đâu. Đó. Thưa quý vị, sáng hôm nay 3 giờ khuya chúng tôi mở một cái đĩa của Pháp Sư Hải Hiền. Mỗi lần nhắc đến vị Pháp Sư này chúng tôi bị cảm xúc. Vì vừa rồi chúng tôi đi qua Hồng Kông, ngồi trong một cái đạo tràng của Hòa Thượng Tịnh Không, tổ chức Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm 4 ngày, hơn 10.000 người. Cái đĩa này chuẩn bị chúng tôi ra. Và Hòa Thượng ngày đầu tiên đến, và đặc biệt lúc trước là Hòa Thượng Tịnh Không á, là theo cha đi săn bắn. Cuối cùng cha bị chết vì điên loạn, thấy nước chạy xuống nước, thấy núi chạy lên núi, đâm đầu chết. Và khi ngài đâm đầu chết như vậy rồi, cha của ngài chết, thì ngài bỏ cái nghề sát sanh. Và cái thọ mạng của Hòa Thượng Tịnh Không theo như tử vi chấm mà Hòa Thượng nói á, là ngài chỉ sống được 45 tuổi thôi. Nhưng ngài phát triển phóng sanh, ngài phóng sanh cho nên tuổi thọ ngài kéo đến hôm nay là 88 tuổi. Chúng tôi vừa mới qua gặp. Mà sĩ dĩ chúng tôi mà qua gặp là do Hòa Thượng Thượng Quảng Hạ Hiển, trưởng ban trì sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nói thầy Nhàn khi nào thầy sắp xếp được chương trình qua để thỉnh Hòa Thượng Tịnh Không về Việt Nam. Vì cái lời của Hòa Thượng Quảng Hiển mà chúng tôi thân hành ra đi, qua vừa rồi đến tại Hồng Kông vô dự Pháp Hội Tam Thời Hệ Niệm, và thấy Hòa Thượng chiếu cái đĩa của Pháp Sư Hải Hiền mà toàn là chiếu bằng tiếng Tàu. Khi chiếu bằng tiếng Tàu chúng tôi chỉ nhìn thấy hình ảnh nhưng mà không biết, không biết cái tiếng của họ nói ra. Lúc trước thì cũng có học trường Phật học là chỉ có viết học Hán văn thôi, học viết chữ chứ không học cái cách đàm thoại nói bằng tiếng phổ thông. Cho nên chúng tôi cứ ngồi nhìn mà Hòa Thượng giảng đưa cái cuốn của ngài Pháp Sư Hải Hiền lên 4 lần. Chúng tôi nhớ là đưa lên giới thiệu 4 lần. Không biết sao cái duyên nó đủ quý vị. Mới hồi hôm qua
lại thấy có một vị dịch ra cái đĩa của Pháp Sư Hải Hiền mới dịch luôn. Rồi chúng tôi lấy xuống chúng tôi nghe hết và nghe 2-3 lần. Mới 3 giờ khuya vừa rồi chúng tôi cũng ở ngoài mũi né mới nghe. Mới nghe ngài dịch qua cái đĩa này dịch ra tiếng Việt, chúng tôi mừng quá. Và chúng tôi sẽ làm 50.000 đĩa này. Vì sao chúng tôi làm đĩa này nhiều? Tức là chiều hôm nay chúng tôi về lại Pháp Hội thì chúng tôi sẽ làm lại cái đĩa này chưa được một tiếng đồng hồ, làm VCD gửi xuống cái chỗ mà chuyên dập đĩa Bách Việt á, chúng tôi làm 50.000 đĩa. Vì sao chúng tôi làm đĩa này nhiều như vậy? Vì Pháp Sư Hải Hiền sống 112 tuổi và không biết một chữ, chỉ có ăn chay niệm Phật phóng sanh mà thọ mạng kéo dài, không bệnh hoạn, tinh thần tỉnh táo sáng suốt. Quý vị sẽ gặp được cái đĩa này, ngài cầm những lòng chim ngài thả. Điều này chúng tôi tin. Vì sao ngài cầm lòng chim ngài thả? Vì ngài y theo lời Phật dạy, đó là 10 công đức phóng sanh, thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn. Mà phóng sanh làm sao cho đúng, đừng có đặt trước ra gặp con gì mua con đó. Và đi thả làm sao mình biết dân là chài lưới ở đó thì mình đi chỗ xa chỗ khác mình thả, chứ không phải mình không làm nha. Phật dạy 10 công đức phóng sanh chúng ta phải làm, mà dùng trí tuệ để chúng ta làm. Đây thì làm sao Pháp Sư Hải Hiền làm sao? 112 tuổi và trong cuộc đời của Pháp Sư Hải Hiền chỉ có làm ruộng làm nương, khoai trồng lúa trồng mì đem đi cúng dường các chùa khác, và cuộc đời xài rất là tiết kiệm, chỉ để dành tiền hai điều: in kinh và phóng sanh. Phật dạy 10 công đức trong phóng sanh trong kinh Đại Tập, nếu ai thực hành đúng lời Phật dạy thì người này không bệnh hoạn, thọ mạng kéo dài. Điều này chúng tôi tin. Và Pháp Sư Hải Hiền sống 112 tuổi, Hòa Thượng Tịnh Không đang đề xướng, nhưng Việt Nam chúng ta chưa xem cái đĩa này. Mà chúng tôi mới vừa gặp cái đĩa này trên mạng, chúng tôi lấy xuống và chúng tôi làm lại rất là kỹ, và sẽ dập 50.000 đĩa. Chúng tôi sẽ gửi xuống đây để quý vị thấy một vị Pháp Sư không biết một chữ, chỉ một đời thật thà niệm Phật A Di Đà, thế mà cuối cuộc đời, cuối cuộc đời là năm bao nhiêu? Năm 2012, là 2 năm về trước. Cái ngày mà ngài vãng sanh á, là các đệ tử nói: Bạch Hòa Thượng, ngài lớn tuổi rồi mà sao ngài còn đi làm vậy Bạch Hòa Thượng? Hòa Thượng nói: không, ta làm bữa nay nữa thôi, và hôm sau ta không có làm nữa đâu, ta theo Phật về với Phật. Thì trong đêm hôm đó là ngài ngồi tại cái phòng của ngài kiết già, tự tại vãng sanh, thâu thần tịch diệt, tỉnh táo sáng suốt. Và năm 112 tuổi thế mà ngài vẫn gì? Vẫn phuốc đất phuốc cỏ, mạnh khỏe, trèo lên cây hái trái. Ngài đứng cái thủ thế mà như là đứng Thiếu Lâm Tự á, đứng trên cây để ngài hái trái. Thì ngài nói là gì? Ngài nói một điều: tăng khen tăng thì Phật Pháp trường tồn, mà tăng chê tăng thì Phật Pháp suy đồi. Ngài có cuốn sách đó. Tức là chư tăng phải khen chư tăng, và chư tăng phải tán dương công đức của Phật dạy, công đức của Phật dạy đó. Và chư tăng phải dạy cho Phật tử phải làm sao những công đức Phật dạy, công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức làm từ thiện cho đúng với lời Phật dạy đó. Vì vậy cho nên hôm nay cái pháp phóng sanh nó có một cái công đức. Lắng nghe nè. Cái công đức phóng sanh thì nhà nào phóng sanh, người nào phóng sanh, tổ chức nào phóng sanh, chùa nào phóng sanh thì gì? Nếu nhà nào phóng sanh thì con cháu đông đúc, con cháu, con Thảo cháu Hiền đông đúc đầy nhà. Còn nếu chùa nào phóng sanh mà đúng là Phật dạy nha, cái này không phải là bên Trung Quốc hoặc giả là các chư tăng hoặc giả Phật tử bịa đặt ra phóng sanh, mà phóng sanh đây là 10 công đức trong kinh Phật dạy. Ai đã nghe cái đĩa chúng tôi giảng và trong kinh Đại Tập có ghi, thì chùa nào phóng sanh thì Phật tử đông đúc đầy chùa. Chúng tôi tin điều này. Quý vị biết là năm 2007 chùa chúng tôi chỉ có 5 bà cụ già thôi. Mỗi chủ nhật chúng tôi phóng sanh có 500.000, một tháng có 2 triệu đúng không ạ? Nhưng đến hôm nay Phật tử hưởng ứng về phóng sanh thấy có kết quả, gia đình người ta đoàn thuận nè, người ta ít bệnh hoạn nè, thấy cuộc sống người ta có thay đổi nè, thì cứ mỗi chủ nhật chúng tôi phóng sanh 20 triệu, là 4 chủ nhật 80 triệu. Mỗi ngày Phật tử về niệm Phật á ha,
là 1.000 người ở tại đó niệm Phật, 600 bà cụ, 250 chú, 100 mấy ni với Phật tử gom lại khoảng 1.000 đều đặn như vậy họ niệm Phật. Thì họ bỏ ra cứ một ngày như vậy là khoảng 3 triệu, 10 ngày 30 triệu, 1 tháng 90 triệu. Đó là ngày thường, 4 ngày chủ nhật nữa là 170 triệu phóng sanh. Có một điều xuất hiện. Xuất hiện điều gì? Có một điều xuất hiện là cái quỷ mà nuôi các cụ già đó không thấy để mà lo các cụ già về chuyện bệnh hoạn. 600 bà cụ mà ngày nào cũng có các cụ bệnh mà trở lên bệnh viện Hoàng Mỹ là coi như sập chùa. Tiền đó đâu mà chữa nổi không ạ? Nhưng cái quỷ mà để chữa bệnh cho các cụ á, không thấy tiêu hao bao nhiêu, thì lấy cái quỷ đó đem ra phóng sanh. À, và làm gì nữa? Và có một cái điều đặc biệt xuất hiện, đó là các cụ không thấy bệnh hoạn. Hay, điều này chúng tôi ngồi trước Tâm Bảo nói sự thật, nói 100% sự thật. Như vậy hôm nay chúng tôi nói những cái lợi ích phóng sanh, và phóng sanh làm sao cho đúng với lời Phật dạy. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói cho quý vị hôm nay. Mình ăn chay không giết loài súc sanh, gọi là chỉ ác, mới chỉ ác à nha. Và mình thả cá, thả chim, thả lương, mà thả đúng lời Phật dạy, gọi là tác thiện. Phải nói cho nó đúng à, tác thiện. Tác thiện tức là làm điều thiện. Còn mình ngưng điều ác là không ăn thịt chúng sanh, và mình ăn chay, mình không giết, thì gọi là chỉ ác. Nói cho nó đúng danh từ nhà Phật nha. Và mình thả chúng sanh gọi là tác thiện. Mình thả chúng sanh đó là lòng từ bi lợi tha. Và mình chỉ ác không ăn thịt chúng sanh gọi là gì? Gọi là tự lợi. Tự lợi và lợi tha phải song đôi, không làm một cái mà đủ đâu à. Quý vị đừng có nghĩ rằng là quý vị không ăn mặn, tức là không ăn thịt chúng sanh, và quý vị là không có sát sanh là quý vị đủ. Chúng tôi quả quyết quý vị là chưa. Cái đó là chưa đâu à, mới có chỉ ác à. Mà mình phải tác thiện à. Quý vị nghe 10 điều thiện không? Không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà dâm mà phải giữ hạnh phúc cho người khác, không nói láo là chỉ ác, và nói lời chân thật, nói lời khuyến khích tốt, đem sự an lành cho người khác, gọi là tác thiện. Không giết chúng sanh, không ăn thịt chúng sanh là chỉ ác, mà phải phóng sanh, gọi là tác thiện. Nó phải gì? Một mặt là tự lợi, một mặt là phải lợi tha. Cho nên chúng tôi khuyên quý vị nên lấy những cái lời dạy của lão sư Ấn Quang Đại Sư. Nghe lời dạy của Ấn Quang Đại Sư nha. Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, đây là cuốn sách Kim Chỉ Nam hôm nay chúng tôi giới thiệu cho quý vị. Theo lời tổ không có chạy đi đâu hết, không có chật đi đâu hết trơn à, không có sai chỗ nào à. Bây giờ chúng tôi đọc cái lời tổ cho quý vị nghe nha, để tổ có khuyên quý vị phóng sanh không nha. Xưa nước Lỗ có hai gã dũng sĩ, chỉ nghe tên nhau chứ chưa gặp mặt. Một bữa gặp nhau mua rượu cùng uống, một gã bảo không có thịt chẳng vui, hãy đi mua thịt. Gã kia bảo thịt của tôi với anh đây, còn tìm đâu nữa. Còn tìm đâu nữa. Gã thứ nhất bảo ý kiến này rất hay, bèn trẻ áo xẻ thịt mình hai bên cùng ăn. Kẻ kia lại cắt thịt mình đưa cho bạn ăn. Dương Dương tự đắc bảo là tình bạn chúng ta tình ý chân thật tột bậc, vừa cắt vừa ăn mãi cho đến chết. Những người trông thấy đều than hai gã ngu. Ý là sao? Ý rằng là hai người này thèm thịt quá và lấy thịt của mình để cùng nhau ăn. Thì hai người này không ăn thịt chúng sanh, ăn thịt mình, gọi là tự sát mình, vẫn là kẻ ngu, đúng không? Do vì ăn thịt, người đời tạo ác nghiệp đến nỗi bao kiếp xây vần giết hại lẫn nhau, so với hai kẻ dũng sĩ kia càng khốc liệt hơn. Có nghĩa là hai kẻ dũng sĩ mà cắt thịt ăn với nhau á, thì Ngài Ấn Quang nói rằng người ăn thịt cổ lồi súc sanh, phải không ạ? Thì như vậy tội còn ác hơn là tự ăn thịt với nhau. Tự ăn thịt của mình là mình cho họ, họ cho mình ăn với nhau, thì cái chuyện này không tội bằng là mình ăn thịt của loài súc sanh. Quý vị nghe nha, Ấn Quang Đại Sư chỉ vậy. Nguyên hết thảy chúng sanh trên cạn dưới nước, không có một loài nào chẳng biết đớn đau khổ vui, không một loài nào chẳng biết tham sống sợ chết.
Nhưng không con vật nào chẳng phải là cha mẹ anh em, vợ con, bạn bè, thân quyến trong vô lượng kiếp của chúng ta. Nhớ ngay, tất cả chúng sanh trên bờ dưới nước, noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh đều là cha mẹ của chúng ta. Lắng nghe cho kỹ nha. Cha mẹ chúng ta trong đời này chỉ có một đời thôi. Còn tất cả các loài chúng sanh, chim, cá, gà, dê, heo, chim hồi nãy là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp. Nghe nghe nghe, nghe lời có tỏ vậy à. Tất cả chúng sanh là cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Hôm nay chúng ta không ăn là chỉ ác, mà phải thả nó mới gọi là tác thiện. Cho nên Ấn Quang Đại Sư khuyến khích nha. Lại không một loài nào chẳng thể trong đời vị lai gieo sâu thiện căn, tu trì tịnh nghiệp, đoạn học chứng chơn, viên thành Phật đạo, chỉ vì túc thế ác nghiệp phải đọa làm dị loại. Dị loại là gì? Loài chim thì có cánh khác với loài người, gọi là dị loại. Loài chim thì nó có lông nó phủ trên người, gọi là dị loại. Loài cá là có vảy nó nằm trên người, gọi là dị loại. Thì tất cả loài dị loại này đều là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của chúng ta đời trước. Cho nên đời này chúng ta không ăn mà phải thả. Thả để làm gì? Để trả cái nghiệp ăn, nuốt, nhai, nghiến của những năm trước và đời trước. Phải giảng phóng sanh như thế, không đụng chạm ai, không bác bỏ lời Phật. Và gì? Và đề xướng làm sao cho người ta phóng sanh đúng để đem lại cái công đức lễ. Đó. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói cái công đức phóng sanh mà tích cực, chỉ ác và tác thiện. Chúng tôi nhắc lại, hồi nãy giờ nhắc lại, nhắc tới nhắc lui. Nếu không ăn thịt chúng sanh và ăn chay, đó là chỉ ác. Mà nếu chúng ta thả chim thả cá đúng lời Phật dạy, không đặt ở bên ngoài, ra gặp thì mua. Ở ngoài chợ chúng ta gặp sẵn, ở ngoài chợ có không? Có chứ. Chúng ta ra chợ chúng ta mua, được chưa? Không đặt trước à. Mua về không gặp đàn tràng, niệm Phật thả. Đây là công đức phóng sanh đúng. Nhưng nếu chúng ta mua về mà nó chết trong lòng, nhưng nếu mà nó lỡ chết thì trước khi nó chết nó cũng được quy y Tam Bảo, và nó chết trong lòng thì sao? Thì không bị phanh thay phẻ thịt. Chứ không thì lúc hồi nãy người ta nhổ lông rô ti nó sẽ bụng nó ra rồi. Đúng không quý vị? Đúng rồi. Nhưng mà mình có mang tội không? Mình không mang tội là không, mình không có ý muốn giết nó. Nhưng nếu ai mua mà nhốt cho nó chết, ta nhốt cho mày chết, thì cái này là mang tội à. Nhưng ta mua để ta cứu mày, ta thả mày, nhưng mày lỡ mày chết thì cái đó là thọ mạng của mày hết. Chứ ta không cố sát. Cái người có tội hay không là từ cái tâm khởi ra, muốn giết hay không. Chúng ta phải căn cứ cái tội từ tâm khởi đem tâm sám ngang. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu. Tuy nhiên chúng tôi muốn làm sao khéo léo cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay, để cho bao nhiêu người, hơn 1.000 người này về đây bỏ tiền ra phóng sanh, có lợi ích gì không? Có lợi ích là gì? Bỏ tiền ra phóng sanh gọi là tài thí. Đem chim về đây để quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng cho nó, gọi là pháp thí. Và đáng lẽ chiều nay nó chết, mà mình mua nó sống thêm được vài tiếng đồng hồ, vài ngày, thọ mạng nó kéo dài. Lắng nghe, tức thì thọ mạng mình được kéo dài. Quan trọng chỗ này. Nếu con chim này chiều nay chết, mà mình mua nó cho nó sống thêm được vài tiếng, thì cái nhân mà mua cho nó sống thêm được vài tiếng, vài ngày, vài tháng, vài năm, tức thì thọ mạng quý vị sẽ kéo dài. Tin điều này không? Tin chứ sao không tin. Nhân quả mà sao không tin được. Đúng không ạ? Vì vậy cho nên thành ra cái công đức phóng sanh chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu nổi nha. Chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu nổi à. Ai cứ thành tâm mà làm chân thành đi, ai có chân thành làm cho đúng lời Phật dạy đi, thì quý vị sẽ nhận được kết quả. Nhận được kết quả. Vừa rồi chúng tôi đi sang Ấn Độ. Chắc là trong này có quý ni sư, quý sư cô, Phật tử đi Ấn Độ. Mà chúng tôi tin chắc là quý vị chỉ có đi Bắc Ấn thôi. Là đi tứ động tâm. Tứ động tâm nghĩa là bốn cái điểm mà chúng ta đến không ai là không cảm động, không xúc động. Cái tâm của mình không cảm động đến tại nơi cái thánh tích của Phật. Ở Nepal là Lâm Tỳ Ni, Lâm Bi Ni, Phật Đản Sanh, chỗ Phật thành đạo Bồ Đề Đạo Tràng,
chỗ Phật chuyển Pháp Luân Lừ Vườn Lộc Giả Uyển, chỗ Câu Thi Na Phật nhập Niết Bàn, đó là tứ động tâm bên Bắc Ấn. Nhưng bên Nam Ấn còn một cái động, và trong cái động này người ta mấy, cứ như là 1.000 năm về trước, hơn 1.000 năm về trước, mà người ta lấy đá, người ta kè, người ta mài làm sao đó thành một cái động sâu vô 24 mét, chiều ngang như vậy là 60 mét, và động người ta làm tầng 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 tầng, mình thấy khủng khiếp hồi xưa. Và trong đó có ghi lại những cái hình ảnh của Đức Quan Âm, của Đại Thế Chí Bồ Tát. Có nghĩa là lúc đó là cái thời ngài Long Thọ đó, là ngài truyền bá pháp môn Đại Thừa. Tuy nhiên có một số các thầy học ở bên Ấn Độ về, nhưng chúng tôi không dám nói ai nha, không dám nói tên nha, nói rằng Đại Thừa là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, là không phải Phật nói, mấy thầy bên Tàu tự bịa đặt ra. Yeah. Nói dữ vậy đó, mà chúng tôi biết tên thầy đó mà không dám nói. Nói nó mất công là mình gieo oán thù, với hai nữa là mình nêu tên nêu tuổi người ta không hay. Nhưng mà có quý thầy nói rằng là kinh Đại Thừa là phi Phật thiết. Như vậy Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Cố Hòa Thượng vừa mới tịch, ngài là một vị mà dịch những cái bộ kinh Đại Thừa, là kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Đại Bổ Tích. Vậy là Hòa Thượng Thích Chí Tịnh cũng là dịch những cái lời không phải Phật dạy à, phi Phật thiết à? Không phải vậy đâu. Và ngài Kumala Thập, các vị từ bên Tây Trúc đi sang Ấn Độ, và ngài Đường Tâm Tạng mà mình gọi là ngài Huyền Trang á, ngài sang bên Tây Trúc là bên Ấn Độ, ngài đem những cái bộ kinh Đại Thừa như là Duy Thức Học nè, Thành Duy Thức Luận nè, ngài đem về tại đây, chẳng lẽ ngài Huyền Trang đem những kinh đó là tà nguội à? Cho nên lắng nghe quý thầy nói đi nói lại phải kiểm tra cho kỹ nha, chứ không nói những cái điều này nó không có đúng với lời Phật dạy. Mình hỷ bán Phật thì còn pháp cứu, mà hỷ bán pháp là vô phương cứu chữa à, vô phương cứu chữa à. Phật A Di, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói bộ kinh A Di Đà tại vườn Kỳ Viên Tịnh Xá, ngài A Nan nói rằng Đức A Nan nói rằng tôi nghe như vậy. Một thở nọ, Đức Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại nơi Kỳ Viên Tịnh Xá cùng với 1.250 vị tỳ kheo, ngài tuyên thuyết bộ kinh A Di Đà, và bộ kinh này ngài tự nói ra, không ai có thể thấy cảnh giới Cực Lạc mà nói ra được, hỏi được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà Phật phải kêu ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất đến để Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho ngài Xá Lợi Phất, để về sau người ta khỏi nghi ngờ. Cho nên kinh này là kinh vô vấn tự thiết, rõ ràng như ban ngày như vậy mà kêu kinh A Di Đà, kinh Đại Thừa là phi Phật thiết, mấy thầy bên Tàu tự bịa ra Phật Di Đà không có. Anh nói sao kỳ vậy ta? Thì chúng tôi khi đi qua bên Nam Ấn thì đến ngay chỗ sử liệu của Bồ Tát Long Thọ. Quý vị biết Bồ Tát Long Thọ, mình kêu tôn trọng ngài là vị Bồ Tát, chứ thực ra ngài là một vị tổ Long Thọ, mà ngài học tại trường Nalanda. Ngài sanh ra 7 tuổi, thì từ khi bắt đầu sanh ra, các vị chấm tử vi coi tướng nói vị này tuổi thọ chỉ đến 7 tuổi là chết. Bây giờ bà là nói má ngài Long Thọ đó, muốn cho ngài Long Thọ sống dài tuổi thêm, tuổi thọ kéo dài thêm đến 7 tuổi hoặc hơn, thì phải nên cúng dường trai tăng và gì? Và phóng sanh. Và ngài mẹ của ngài cũng cúng dường trai tăng phóng sanh sống đến 7 tuổi. Thì sống đến 7 tuổi, mẹ ngài dắt lên trường Đại học Nalanda gặp một vị hiệu trưởng. Vị hiệu trưởng nói tiếp, đứa bé này thọ mạng ngắn, chỉ có 7 tuổi là hết, thì phải cho đứa bé này niệm A Di Đà Phật, cho nó đi tu. Thì mẹ của ngài gửi vô trường Đại học Nalanda. Và gửi vô trường Đại học Nalanda, ngài học quá xuất sắc, cho nên thành ra về sau người ta, các vị tăng trong đó bầu ngài lên làm hiệu trưởng. Và quý vị biết ngài sống bao nhiêu tuổi không? 600 tuổi. 600 tuổi đặc biệt, ngài sống 600 tuổi. Và cái lúc mà ngài chết á là do cái gì? Do cái đời trước, những đời trước của ngài cắt cái bó cỏ mà con kiến nằm trong bó cỏ, mà cắt rớt cái đầu con kiến trong bó cỏ vô tình. Thế mà con kiến đời trước, đời này nó quay trở lại, nó làm một vị quan có tiền, có quyền, có chức, đi tới gặp ngài, nó kêu tôi muốn thích lấy cái đầu của ngài. Thì ngài biết đến cái thời cơ phải trả nghiệp rồi, thì ngài kêu rồi chặt đi. Ngài chấp nhận, thì nó chặt cái đầu cái ông đó, ông quan đó, ông chặt cái đầu ngài chặt hoài không đứt. Ngài kêu ông lấy cái sợi cọng cỏ đó, ông quấn vô trong cái rìu, trong con dao, ông phớt một cái là đứt cái đầu. Thì cái vị kia lấy cái cọng cỏ quấn vô cái liềm, phớt cái đứt ngang cái đầu của ngài, là ngài chết 600 tuổi là chết kiểu đó, trả cái nghiệp đó. Thì cái này là cái sử liệu mà anh Nguyễn Trung Toàn, giám đốc công ty Hoa Thiền, đã cung cấp cho chúng tôi.
À, thì như vậy chúng ta thấy rằng cái công đức niệm Phật và công đức phóng sanh mà Bồ Tát Long Thọ kéo dài 600 tuổi. Không phải là phóng sanh không có lợi ích gì nha, mà phóng sanh làm sao cho đúng mới có lợi ích à. Cho nên hôm nay chúng tôi nói phóng sanh làm sao, phóng sanh như thế nào đúng lời Phật dạy. Vì Phật dạy 10 công đức phóng sanh, không phải phóng sanh là không có công đức. Còn cái chuyện mà chúng ta làm từ thiện thì Hòa Thượng khuyến khích chúng ta thì chúng ta nên làm từ thiện giúp cho những dân nghèo hoặc giúp cho những người cơ nhỡ không có cơm ăn, không có áo bận thì chúng ta cứ việc làm. Có nghĩa là ai thích cái gì chúng ta làm như thế đó. Ví dụ Hòa Thượng, quý Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử có dịp nào đó thích làm những chuyện từ thiện như vừa rồi chúng tôi qua Campuchia. Chúng tôi phát tâm làm, chúng tôi không phải khoe khoang kể lể nha, trong này có mấy Phật tử đi nè. Chúng tôi phát tâm gửi 111 triệu nha, để cho dân nghèo nhân cái ngày Tết bên Campuchia. Mà Campuchia cái chỗ mà có Thượng Tọa Đức Tấn nó nghèo quá. Chúng tôi gửi 101 triệu để qua cho cơm, áo, gạo, tiền, đồ đạc cho các gì đó. Rồi sau khi chúng tôi xuống Siem Reap á, đi ra biển hồ á, chúng tôi cũng quay cái cảnh là người ta ở dưới nước mà không lên bờ được. Bởi vì người ta không có quốc tịch Việt Nam, cũng không có quốc tịch Campuchia, người ta chỉ ở dưới nước thôi. Họ đói, họ nghèo. Có cái trường đó mà người ta không có lên bờ được, phải có những thầy bên Long An qua dạy, thì chúng tôi vẫn đi làm từ thiện. Nghĩa là việc từ thiện chúng ta cũng không bỏ mà không bác. Việc chúng phóng sanh chúng ta cũng không bỏ mà không bác. Thì hiểu chỗ này không? Hiểu chỗ này không? Lắng nghe chỗ này. Chúng ta không bác, không bỏ, mà chỉ làm sao để người ta làm đúng lời Phật dạy. Cái chỗ này chỗ quan trọng. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Và chúng tôi khuyên hôm nay có Chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử và toàn thể những người có mặt hôm nay, chúng ta đem chánh pháp lại cho mọi người, nhưng với điều kiện làm sao đừng có bị chống trái với nhau. Như vậy hôm nay với cái buổi của chúng tôi muốn nói đến cái công đức phóng sanh làm sao cho đúng lời Phật dạy và cái hiệu quả có rõ ràng. Thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi đang nói đến cái đoạn của ni trưởng Thích Nữ Hiền Tông. Thì khi chúng tôi bước vào, chúng tôi khai thị xong, chúng tôi nói chuyện và niệm Phật với ni trưởng, thì ni sư Như Tâm chạy vô thấy ni trưởng mở mắt lớn ra nghe tiếng niệm Phật của đại chúng. Hôm qua cái tiếng niệm Phật như thế nào làm cho ni sư mở mắt biết không? Chúng tôi mới qua Hồng Kông gặp được cái lối niệm của Hòa Thượng Tịnh Không trong cái đạo tràng niệm Phật 2010, thì Hòa Thượng niệm sao? Hòa Thượng chỉ cho đạo tràng niệm Phật: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là cái lối niệm mà chúng tôi qua 2010. Ngày niệm có 4 chữ nha. Nhớ trong đạo tràng đừng có nói là niệm 4 chữ là thiếu 2 chữ Nam Mô là không cung kính Phật nha. Đừng có nói vậy à. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói á, phẩm thứ 24 á, là phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Đây là lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong kinh Vô Lượng Thọ phẩm thứ 24. Mà Tổ Ấn Quang cũng có nói trong cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục trang 133, đếm ngược hàng thứ tư điểm lên, nếu ai niệm 6 chữ cũng được là không có thừa, mà 4 chữ không thiếu. Lắng nghe cho kỹ nha, lắng nghe cho kỹ à. Trang 133 đây, chúng tôi đọc nguyên văn quý vị nghe nha. Thì chúng tôi đang nói cái đoạn mà bên Tịnh Tông và Thượng Tịnh Không niệm 4 chữ A Di Đà Phật, và Tịnh Thất Quan Âm áp dụng theo đường hướng tu của Ấn Quang Đại Sư và Hòa Thượng Tịnh Không niệm 4 chữ A Di Đà Phật. Rất nhiều quý thầy, quý sư cô, Phật tử ở trong này nói niệm 4 chữ là thiếu 2 chữ Nam Mô. Nhưng vừa rồi chúng tôi vừa qua, trước khi gặp Hòa Thượng Tịnh Không, thì ngồi nghe Ngài giảng một đoạn băng. Ngài có nói niệm 4 chữ không có thiếu, bởi vì Ngài Liên Trì Đại Sư cứ chỉ người ta niệm 4 chữ. Nhưng hôm nay chúng tôi đọc nguyên văn của Ấn Quang Đại Sư cho quý vị nghe nha. Đã có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì 6 chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh, hoặc 4 chữ cũng được. Lắng nghe cho kỹ nè. Niệm 6 chữ thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật,
bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm đại tiểu tiện, đều chẳng lìa sáu chữ hồng danh, hoặc bốn chữ cũng được. Nhìn nè, nhìn nè, những cái đoạn mà chúng tôi gạch cái bút mà màu vàng vàng, ai chưa có ấm quan đại sư Gia Ngôn Lục, chút nữa trong cái đĩa này có số điện thoại 0909747474, đường dây nóng 0909 là không chết, không chết đó nha. Gọi lên Tịnh Thất Quan Âm, gọi lên Tịnh Thất Quan Âm, gặp chú Quan, nói chú ơi, thầy Giác Nhàn mới giới thiệu cuốn ấm quan đại sư Gia Ngôn Lục hay quá, không có thời gian Giác Nhàn đọc hết được, chú cho con một cuốn, địa chỉ của con như thế này nè, cho số điện thoại, là Tịnh Thất Quan Âm sẽ gửi liền cho quý vị cuốn ấm quan đại sư Gia Ngôn Lục. Thì quý vị coi lại ấm quan khuyên quý vị phóng sanh như thế nào cho đúng à, chứ không phải là ấm quan đại sư bác phóng sanh nha, ấm quan đại sư không có bác phóng sanh à, coi lại cho kỹ à, theo lời tổ dạy à. Mà ấm quan đại sư nói phóng sanh làm sao cho đúng. Quý vị biết cái cuốn này chúng tôi đọc không biết bao nhiêu lần, mà cái chỗ nào mà quan trọng là chúng tôi gạch cái bút màu vàng vàng mà vẫn thấy chữ, quý vị thấy không ạ? Đó, niệm sáu chữ không thừa hai chữ Nam Mô, mà niệm bốn chữ không thiếu hai chữ Nam Mô. Quan trọng chỗ này à. Còn quý vị muốn niệm sáu chữ là tùy quý vị, còn những người niệm bốn chữ đừng có nói thiếu à. Vì cái danh hiệu của Phật A-di-đà Phật là đủ danh hiệu. A là Vô-di-đà là lượng, Phật là giác, gọi là A-di-đà Phật là vô lượng giác. A là Vô-di-đà là lượng, Phật là thọ, gọi là vô lượng thọ. Còn hai chữ Nam Mô thì Phật Phật nào cũng có, Bồ Tát nào cũng có. Nam Mô A-di-đà Phật, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì tất cả danh hiệu Phật Bồ Tát đều gắn hai chữ Nam Mô, đó là thể hiện một sự cung kính. Thêm cũng được mà thiếu không sao, thiếu hai chữ Nam Mô vẫn không phải là không đủ danh hiệu. Có một cô Phật tử ở ngoài Hà Nội, cô vô trong chánh điện, cô thấy Phật nhiều quá. Bởi vì ở Hà Nội là người ta thờ Phật rất là nhiều. Cô bước vào chánh điện, cô nhìn quá chừng, cô thấy Phật quá trời nhiều luôn. Bởi vì biết phong tục ngoài Bắc là người ta thờ cái là nửa chánh điện rồi, ban này ban nọ. Bà vô bà kêu, ui dồi ôi, chùa sao nhiều, thờ nhiều Phật thế. Thôi con niệm cho đủ luôn là Nam Mô tất cả Phật. Bà kêu con niệm cho là đủ, không thiếu Phật nào, Nam Mô tất cả Phật. Con kêu thầy niệm A Di Đà Phật bốn chữ, hôm nay con niệm đầy đủ hơn thầy, con niệm Nam Mô tất cả Phật. Không đủ nha. Cái đây là cái danh từ bà tự chế ra, chứ không có Phật nào tên là tất cả Phật. Quý vị hiểu à? Đó, thì như vậy hôm nay chúng ta niệm A Di Đà Phật không thiếu hai chữ Nam Mô. Nhưng vừa rồi chúng tôi qua Hồng Kông vô trong cái đạo tràng thì hòa thượng chỉ niệm sao? Hòa thượng lấy cái tiếng của hòa thượng để cho mọi người niệm, để mọi người biết rằng người ta đang niệm với hòa thượng. Thì ngài niệm sao? A Mi Tho Pho. A Mi Tho Pho. Quý vị biết họ tu làm sao? Sáng họ chỉ tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ họ tụng tiếng Hán rất là nhanh. Từ 3 giờ sáng họ dậy rồi, họ tụng một tiếng đồng hồ đến 4 giờ. Họ đi kinh hành suốt luôn đến 7 giờ, 4 tiếng đồng hồ. 7 giờ họ nghỉ một tiếng đồng hồ, họ không có tụng kinh nữa, mà họ niệm Phật tiếp tục từ 8 giờ đến 12 giờ, 4 tiếng nữa là 12 tiếng. 12 giờ họ nghỉ trưa đến 1 giờ rưỡi, họ không tụng kinh, buổi sáng họ tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ rồi. Tiếp tục họ đi kinh hành 4 tiếng, từ 1 rưỡi đến 5 rưỡi là 4 tiếng. 5 rưỡi họ nghỉ 1 tiếng đồng hồ đến 6 rưỡi, họ đi kinh hành một phát nữa cho đến 10 rưỡi là 16 tiếng một ngày. Chỉ có cái lối đi kinh hành này nó không buồn ngủ, chỉ có cái lối đi kinh hành này nó mới được bền bỉ. Thì chúng tôi qua, chúng tôi nhập vô đạo tràng, chúng tôi đi luôn. Họ bước chữ A chân phải, đây là chúng tôi đang diễn tả cái cảm xúc mà ở trong cái pháp hội tu với họ nha. Họ bước chữ A chân phải, mà theo cái tiếng của hòa thượng thì chúng tôi cũng phải niệm theo cái tiếng hòa thượng luôn. Cho lúc đó mình vô mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm theo kiểu mình không quýnh cho phù mỏ không? Mà chúng tôi phải làm sao? A Mi Tho Pho. A Mi Tho Pho. Tức là cái tiếng của hòa thượng họ mở trong cái loa lớn ra, còn cái tiếng của mình á là mình bước theo để mình niệm vừa theo cái tiếng của hòa thượng. Chúng tôi đi khoảng 40 phút, hai cái vai nó cứng, nó mỏi.
Bởi vì ít có khi nào họ không có chắp tay mà họ để hai cái tay chồng lên nhau dưới cái rúng của mình á. Chứ họ chắp tay và họ đi lâu nó mỏi, mà họ vẫn cung kính để cái tay khoảng dưới rúng mình, cái tay phải đè lên tay trái hoặc tay trái đè lên tay phải cũng không sao, mà chân phải họ bước trước. Thì họ đi kinh hành như vậy, chúng tôi đi mới 45 phút là hai cái vai nó mỏi, cái chân nó muốn rã rời. Bây giờ ít khi nào mình đi kinh hành nhiều, ở pháp hội chúng tôi là lại nhiều, mỏi quá chúng tôi kêu cho mày chết luôn đi, sao người ta đi được mày đi không được. Nói như vậy một cái gì qua luôn, trời ơi nó qua rồi một cái thôi, nó sung sướng, nó an lạc, nhìn thấy mọi vật sao mà nó khác thường thế mà nó an lạc quá. Trong đầu lé lên là kêu về phải áp dụng cách này liền. Thì chúng tôi về lấy cái máy thao băng. Cái máy này bữa nay là mua 13 triệu á. Bữa nay là chúng tôi dùng cái hệ thống ghi âm tối tân á, có vậy nha. Chúng tôi lấy cái máy kia trong hệ máy này. Chúng tôi đeo hai cái phone trong tai của mình. Nghe tiếng của Hòa Thượng niệm A Di Đà Phật thì chúng tôi phát âm ra A Di Đà Phật đúng theo cái âm điệu và cái khoảng cách chữ này qua chữ kia, câu này qua câu kia của Hòa Thượng Tịnh Không để chúng tôi thâu ra. Thì chúng tôi gắn tai phone vô, chúng tôi nghe Hòa Thượng niệm A Di Đà Phật thì chúng tôi niệm A Di Đà Phật. Chúng tôi kêu A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhưng mà nếu mà niệm A Di Đà Phật như vậy mà ngồi là à, ê, phải không ạ? Bây giờ ngủ thiền liền á. Nhưng mà nếu mà niệm mà đi á, nó chỉ có mỗi chân mà đi hoài một cái là vô định luôn. Chúng tôi thấy hay quá, áp dụng cho khu chuyên tu liền. Thì quý vị biết cái khu chuyên tu có một vài chú ông làm biến tu lắm. Có một chú đó một bữa tu ông ra 5-6 lần, ông làm biến tu, ông lạy cũng không nổi, mà ông ở trong giới đại chúng không nổi. Mà chúng tôi dùng cái cách kinh hành này mà kéo mấy chú tu với nhau đi kinh hành 2 tiếng khỏe re luôn. Lên áp dụng cho cái khu nhập thất ở tại tỉnh Thất Quan Âm, là cái khu chuyên tu á, 30 người nhập thất một tuần trong đó không ra đó, tại tỉnh Thất Quan Âm á, là vô trong đó nhập thất. Bữa đó chúng tôi lên gặp mấy ông thiền nam, chúng tôi nói hôm nay là ngày thứ 6 rồi, mai thứ 7 thì sáng chủ nhật mấy chú phải ra. Bây giờ mấy chú áp dụng cái cách này tu cho thầy suốt đêm thử coi, để thầy áp dụng cái cách này coi thử được không. Thì dắt nhạc đi kinh hành với các chú đó vòng tròn khoảng 5 vòng. Mấy chú nói ồ hay quá thầy ơi, cái cách này hay quá. Mấy hôm nay con lạy như vậy á, là cái tiếng của những chú kia nó không có đều, sanh ra đôi khi nó phiền não. Tiếng chú này lớn quá, tiếng chú kia nhỏ quá. Cái tiếng chú này hay, chú kia không hay, nó làm cho cái buổi dẫn chúng đó nó lộn xộn. Bây giờ con nghe theo một cái âm điệu của thầy để con đi kinh hành. Thì quý vị biết không, 7 giờ tối ngày thứ 7, 30 chú thanh niên đi một phát đến 4 giờ sáng. Khát nước ra uống một chút, vô đi tiếp. Mỗi chân ráng qua hết mỗi chân vô định luôn. Lối này của Hòa Thượng Tịnh Không hay, lối này hay. Tức là quý vị phải nghe theo lời của tổ, của các vị đi trước, người ta hướng dẫn, người ta chuyên tu nha. Cũng như các vị phóng sanh á, thì quý vị phải theo cái ngài Viên Nhân Pháp Sư. Viên Nhân Pháp Sư nói, người bắt có tội của người bắt, người thả có công đức của người thả không khuyến người bắt thì người thả không có tội. Phải nghe những lời của ngài Viên Nhân Pháp Sư nha. Còn nói về tịnh độ là phải nghe theo Ấn Quang Hòa Thượng Tịnh Không của ngài Lý Bỉnh Nam. Chúng ta phải nghe theo những vị này, chúng ta đi mới đến đường, chứ không thôi là coi chừng lên đường à. Cho nên thành ra chúng tôi chọn một vị lão sư nào là chúng tôi chọn kỹ lắm quý vị, chọn kỹ lắm. Nhưng cái lối giảng của chúng tôi không bao giờ bác những lời của các vị hòa thượng, không bao giờ bác nói tên tuổi của một vị thầy nào ra để mình chỉ trích, không nên. Và luôn luôn tán thán và chỉ cho họ làm những công đức phóng sanh, những công đức niệm Phật làm sao cho đúng. Chứ đừng có bác à, bác 10 công đức phóng sanh Phật dạy là tội chết à, tội không quý vị à. Mà chỉ làm sao cho họ làm cho đúng, đừng có bác à. Cho nên thành ra cái lối niệm mà hôm nay chúng tôi áp dụng cho tỉnh Thất Quan Âm trên đó là niệm A Di Đà Phật rõ ràng từng chữ từng câu. Thì chúng tôi đang để cái file niệm Phật này trên trang web vô lượng thọ.vn. bởi vì mỗi lần chúng tôi giảng là những cái máy quay phim này khi quay những lời của chúng tôi vô và phát lên mạng, một ngày 10.000 người vô trong đó. Cho nên những cái lời nói của chúng tôi phải hoàn toàn đúng lời tổ, đúng lời Phật, chứ không thôi một cái là mang tội à, sai một lời là đọa địa ngục chết à. Vì vậy cho nên chúng tôi đi giảng, chúng tôi phải áp dụng những lời của tổ, những dẫn chứng của các vị tiền bối, chứ mình tự ý là coi chừng sai à. À, đây quý vị thấy con chim trong này không ạ?
Con chim này khi Hòa Thượng Tịnh Không ngồi giảng, nó bay vô, nó nghe, nó nghe chừng nào Hòa Thượng giảng xong nó bay ra. Bây giờ con chim nó có Phật tánh mà. Và 10 lần như chục nha, 10 lần như chục con chim này. Cái cô này đưa hai cái hình nói thưa thầy, thầy giảng thầy đưa lên giùm con. Con chim này tại nơi Hòa Thượng Tịnh Không giảng trong phòng, trên cái phòng của con mở cái đĩa của Hòa Thượng, ngày nào cũng mở pháp của Hòa Thượng, ngày nào cũng mở pháp của Hòa Thượng, con nghe pháp của Hòa Thượng thâm nhập luôn rồi. Và mỗi lần con mở cửa sổ ra, con nghe pháp là con chim này bay vô, nghe chừng nào Hòa Thượng giảng xong hết cái đĩa đó rồi nó bay ra. Con chim này như vậy là 10 ngày như chục, hầu như lúc nào cũng vậy, con đứng con chụp hình luôn. Cho nên chúng tôi khi qua gặp Hòa Thượng Tịnh Không, theo như cái lối giảng mà ngài vừa rồi mà chúng tôi ngồi tại nơi cái phòng, cái căn phòng mà ngài giảng pháp trực tiếp để phổ biến khắp nơi trên thế giới á, thì theo như cái lối giảng và cái sự nhận định của chúng tôi, ngài tự tại vãng sanh, muốn ra đi lúc nào ngài ra đi. Những vị này chúng ta đáng nương theo nha quý vị nha. Những vị này chúng ta đáng nương theo. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay cái nhân duyên mà chúng tôi khuyên quý vị đi theo con đường tịnh độ cho nó đúng, mà chúng tôi cũng không bác các vị thầy khác là sai, nhưng mà chúng ta có nhân duyên với một vị mà chuyên tu tịnh độ có hiệu quả thì chúng ta nên đi theo. À, chúng ta nên đi theo. Vì vậy cho nên thành ra với một cái nhân duyên thù thắng mà gọi 10 công đức phóng sanh trong kinh Phật dạy, vài bữa chúng tôi in cái tờ giấy đó đưa cho quý vị coi, trong đó có một công đức là thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn, rõ ràng như vậy, phải không ạ? Đó, thì như vậy cái lối niệm bốn chữ của chúng tôi hôm nay đó là A Di Đà Phật. Nghe cái âm điệu của chúng tôi và quý vị từ trong tâm khởi ra cái danh hiệu A Di Đà Phật, từ trong tâm thoát ra và nghe được cái danh hiệu chúng tôi để giữ cái mức âm thanh đều đặn như vậy, đi 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng không biết mệt. Hôm qua chúng tôi cũng qua lấy cái cách này để hộ niệm, niệm Phật cho ni sư. Ni sư mở mắt mà đến nỗi ni sư như tâm kêu là chưa khi nào sư bà đi trưởng mở mắt như vậy. Thì cho sau khi cái buổi ở đây xong, sau khi cái buổi ở đây xong, chúng tôi cùng với quý Phật tử tập trung qua tiếp tục niệm Phật cho ni trưởng. Ai đồng ý giơ tay ạ? Hoan hỷ ha. Chúng tôi nói nếu mà niệm Phật liên tục không gián đoạn ngang, 24/24 ngang, một ngày đến 7 ngày, một là ni trưởng mạnh khỏe đứng dậy đi, còn hai là Phật rước về cực lạc luôn trong cái đầm. Điều này chúng tôi tin, tin công đức niệm Phật. Và hồi hôm qua Phật tử ni sư Như Tâm cúng dường chúng tôi, và chúng tôi bỏ thêm 5 triệu nữa khuyến khích mọi người Phật tử tập trung vô tiền, ngày nào cũng phóng sanh cho ni trưởng. Quý vị biết Pháp sư Hải Hiền phóng sanh ngày nào cũng phóng sanh, mà phóng sanh có một cái lòng mà 5 con cũng phóng sanh, 3 con cũng phóng sanh, 1 con cũng phóng sanh, hiểu không? Thì như vậy ngày nào chúng ta cũng phóng sanh cho ni trưởng thì chúng ta phải có một cái quỹ. Thì chúng tôi khuyến khích mọi người ở đây làm gì? Tùy hỷ đóng góp phóng sanh hồi hướng công đức. Thưa quý vị, bố chúng tôi bị bệnh suy tỷ, tức là ung thư máu, máu sanh ra không được nữa. Bác sĩ nói 3 tháng nữa chết, mà thời gian chỉ còn 1 tháng nữa là đến 3 tháng. Chúng tôi đưa cụ qua bên tỉnh Thất Quan Âm. Thì chúng tôi làm sao? Chúng tôi làm sao? Lấy cái tiền mà ông cụ bán được căn nhà bên Ban Mê đó, chúng tôi phóng sanh hết cho ông cụ, gieo duyên xuống tóc cho ông cụ. Và làm cái gì nữa? Và in kinh hồi hướng cho ông cụ. Vậy mà ông cụ kéo dài thọ mạng từ 73 tuổi đến 92 tuổi. Bệnh suy tỷ này 3 năm nữa chết mà sống được 9 năm. Mà ông cụ chúng tôi ra đi rất nhẹ nha quý vị nha. Bố chúng tôi á, ngày hôm trước ông hỏi thầy, bữa nào thầy đi Nha Trang giảng? Năm 2010 á. Thì Giác Nhàn nói ngày mai là ngày 19 Giác Nhàn đi Nha Trang giảng. Xe thuê 50 chỗ rồi, xuống chùa Linh Sơn của thầy Như Niệm. Thầy tâm niệm ở bên Nha Trang. Ông kêu ồ, ngày mai thầy đi hả? Thì quý vị biết không, ngay cái ngày chủ nhật là ngày 18, chúng tôi nhớ cái ngày đi của bố chúng tôi. Chúng tôi giảng từ 8 giờ sáng đến 10 giờ sáng. Chúng tôi vào thấy ông hơi yếu yếu.
chúng tôi đem ra phòng vãng sanh, quan trọng cái phòng vãng sanh nha. Chúng tôi đem ra cái phòng vãng sanh, mà phòng vãng sanh lúc trước nó còn sơ sài chứ chưa được như vậy. Phòng vãng sanh như vậy mới làm lại đây trang nghiêm đẹp lắm, quý vị lên là quý vị muốn nằm liền à. Đem ra hộ niệm cho ông cụ từ 10 giờ sáng đến 3 giờ rưỡi chiều, đạo tràng niệm Phật chưa tan. Ông cụ thở lên ba cái ông đi. Một lúc ông gần đi thì sao? Cái lối thở này là gần đi rồi nha. Tiếp theo giác ngàn hộ niệm hồi hướng 3 lần là ông cụ ra đi nhẹ nhàng, không qua đêm. Không qua đêm. Không qua đêm. Cho nên chúng tôi nói những người nằm như vậy là hai hạng. Một hạng Bồ Tát thị hiện thân bệnh, thân bệnh thị hiện nhưng tâm không bệnh, muốn thâu thần tịch diệt lúc nào thì thâu thần. Còn một hạng phàm phu chúng ta nằm để trả nghiệp, thì lấy cái gì để giải quyết cái nghiệp này? Phóng sanh, hồi hướng tội cũ và niệm Phật không gián đoạn. Trước khi chúng tôi đi Hồng Kông, bốn cái chữ ân sư chí trọng làm bằng vàng chúng tôi đem cúng dường cho Hòa Thượng Tịnh Không. Vì năm 2010 gặp Ngài, Ngài chỉ rằng chỉ cần một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, tụng làm sao cho thâm nhập tính giải hành chứng trong bộ kinh Vô Lượng Thọ, cảm được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, năm tụng là mình, sở tụng là kinh Vô Lượng Thọ, cảnh giới xuất hiện. Chúng tôi nghe về áp dụng 3 năm, thấy có kết quả rồi. Kết quả ở đây không phải là chùa cao Phật lớn, mà cả ngàn người hàng ngày niệm Phật. Thì chúng tôi đợt này mới qua đảnh lễ Ngài mới viết bốn chữ bằng vàng thiệt, có gia đình Phật tử cúng là ân sư chí trọng, làm mười mấy cây vàng ép thành bốn chữ bằng chữ nho, với chúng tôi đúc một cái tượng của Ngài mà hàng ngày chúng tôi lạy Ngài á, mang qua cúng dường. Thì cái ông tàu này ông viết bị sai là sư ân chí trọng, ông viết bị sai mất. Và chúng tôi hỏi cô Diệu Truyền ơi, bốn chữ này đúng không? Cô nói ân sư chí trọng mới đúng, chứ sư ân chí trọng không đúng chữ Hán đâu thầy ơi. Cái ân sư chí trọng là việc hóa rồi, thầy nên để ân sư chí trọng mới là đúng. À, cũng như là tri ân báo ân, thì mình nghe cái tiếng này là Việt hóa, nhưng mà đã là Hán Việt rồi, Hán đồng hóa danh từ Việt rồi. Thì chúng tôi viết phải nấu lại bốn chữ sư ân chí trọng á, phải làm lại là ân sư chí trọng. Thì khi gặp cô Diệu Triền, cổ là giáo sư dạy về Hán ngữ cho Bộ Ngoại giao ở thành phố Hồ Chí Minh, cổ nói thưa thầy, bà ngoại con 101 tuổi, bà nằm hơn một tháng nay, bà cứ thở lên bà chưa mất. Hôm trước ba con nằm 9 năm, con gặp thầy cũng qua điện thoại tại chùa Huệ, tại chùa Vĩnh Nghiêm. Thì khi giác nhàn đến á, thì gặp ông cụ á, ông cụ ổng niệm Phật nhưng mà ông không nguyện vãng sanh, cho nên ổng nằm đó 9 năm mà ổng vẫn chưa đi. Không phải 9 năm, 19 năm. Ông cụ nằm 19 năm mà chưa đi. Mà da của ông á, giác nhàn chỉ vuốt như vậy là bột nó rớt ra rồi, da nó thành bột hết trơn rồi, mà không có thúi ngang, không có rửa ngang. Thì giác nhàn gặp ông cụ là ba cô Diệu Triền á, 19 năm á, ổng nằm á, mà 3 năm về trước là năm 2010 giác nhàn gặp. Giác nhàn mới nói ông cụ, ông niệm Phật mà ông tin có cảnh giới cực lạc không? Ông nói ủa, có cảnh giới cực lạc à? Giác nhàn nói có danh hiệu Đức Phật A Di Đà, có nhân vật Đức Phật A Di Đà thì phải có cảnh giới. Ông tin đi, ông nguyện về cảnh giới cực lạc đi. Giác nhàn khai thị cho ông xong một cái, quý vị biết sao? Cả gia đình phóng sanh cúng thế thực, chỉ trong một đêm, qua hôm sau ông ra đi. Nói tự nhiên còn cảm xúc. Và khi chúng tôi quay về lại, cô Diệu Triền mừng quá nói ba con trong một đêm ra đi rồi thầy. Và ông cụ thiêu. Và ông cụ quý vị không? Thiêu ông cụ ra, xương ông cụ á, nó trắng như pha lê, lấy hai miếng gõ nó kêu ten 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 ten. Một khay luôn, tại cái nhà cổ ni sư 101 tuổi cho chúng tôi coi trên gác. Thì hôm nay chúng tôi gặp cô Diệu Triền, cô nói thưa thầy, ngoại con nằm như vậy là sư cô đó, nằm mấy năm mấy tháng nay mà chưa có đi, nhờ thầy vô. Giác nhàn kêu vậy mang đồ phóng sanh và cúng thí thực để giác nhàn vô để cúng. Thì như vậy mang đến, chúng tôi đến thì cổ về không kịp, cổ dạy về không kịp, cho nên thành ra không có phóng sanh, không cúng thí thực. Thì giác nhàn vô có mấy ni sư đang ngồi để hộ niệm. Thì giác nhàn nói là bây giờ có tụng địa tạng thì ra ngoài đi, chứ ni sư này không còn bao lâu nữa đi đâu, không còn bao lâu nữa đâu, khoảng 3-4 ngày trở lại thôi. Thì thưa quý vị là nghe lời chúng tôi niệm Phật 24/24. Thì chúng tôi vừa bước ra như vậy là một hương linh, ông chùm ở tại cái cuộc đất đó đó là người Trung Quốc. Ông nhập vô cái cô đó, ông nói A Di Đà Phật là cái gì? A Di Đà Phật là cái gì mà cái niệm hoài vậy? Tôi đói bụng rồi nè, có cúng ơn trước mà không cúng ơn sau.
tôi không có cho bà này chết đâu, tôi ăn thịt cái bà này. Nói ghê. Cuối cùng sư cô mới nói, bây giờ ông ăn thịt bà này có lợi ích gì không? Ông ăn thịt như vậy ông mang tội. Bây giờ ông hộ niệm chúng tôi đi, chúng tôi cúng cho ông ăn, rồi ông giúp đỡ cho chúng tôi. Đừng có làm cái linh thức của sư cô này á, là phải cầu sống không được, cầu chết không xong, ông mang tội. Thì hai người lý giải cả hơn cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng là nó kêu, thôi tôi cần những món này, các vị có cúng cho tôi được không? Kêu được. Kêu mua áo nè, mua áo giấy nè, mua đồ đạc cúng trước cúng sau. Kêu vậy 3 ngày nữa tôi hộ niệm cho cô này đi luôn. Đúng 3 ngày ni sư đi. Cái đây là nguyên văn lời của cô Diệu Truyền kể nha, chúng ta không thêm bớt một chút nào à. Thì cô Diệu Truyền mới nói là, cô Diệu Truyền mới nói rằng là 3 năm về trước có một hương linh xin vô nhà con, là một cái ông đầu tóc bùi xùi không có quần áo bận. Kêu sư cô ơi tôi khổ quá, sư cô cho tôi vô nhà cô tu được không? Kêu không, tôi dắt ông đi một chỗ khác, nhà tôi là người nữ làm sao tôi cho ông vô được. Lúc đó sư cô cũng đang ở cái thất. Thì quý vị biết sao không? Vừa nghĩ như vậy là sư cô đứng trước tình thất cho chúng tôi, gặp hai ông hộ pháp thiệt to. Quý vị nhớ nghe, mắt phàm không thấy chứ mà xung quanh chùa hộ pháp đứng à, hai cửa đó là hộ pháp đứng à. Mình người dân á, mình là người hữu hình mình đi vô, chứ người vô hình là phải có hộ pháp canh à. Vừa bước vô hai hộ pháp đứng nhìn. Sư cô nói cho tôi dắt ông này vô trong chùa thầy nhàn tu. Cái hai hộ pháp, ông này nói với ông kia kêu, bà sư cô này tu đàng hoàng nè, có giữ giới nè, bà sư cô này tu tốt nè, cho vô đi. Ghê không? Dắt vô xong cái là tìm quanh không thấy dắt nhàn. Tìm một chập xong cái kia, ông ở đây đi, tôi sẽ gặp thầy dắt nhàn, tôi xin cho. Vừa nghĩ như vậy là trong tư tưởng cổ là thấy là không gặp nhưng mà thầy dắt nhàn sẽ cho. Cổ thức dậy, cổ kêu 3 năm về trước đối với cô Diệu Truyền á, là đã có duyên dắt người vô hình lên chùa thầy tu rồi. Con nguyện lúc lâm chung con phải gặp thầy. Mà quý vị có ngờ rằng chúng tôi hỏi cô Diệu Truyền để mà hỏi mấy cái chữ nho đó, thì cuối cùng sao? Thì cuối cùng lại đến gặp ni sư. 3 ngày sau ni sư đi rất nhẹ nhàng, tỉnh táo, niệm Phật. Nhưng mấy ngày trước á là hôn mê, có lúc mở mắt, có lúc miệng uống qua uống lại, có lúc thì thở lên, có lúc chết rồi sống lại, có lúc chết rồi sống lại. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói cầu sống không được, cầu chết không xong. Đây là cái nghiệp rất nặng. Cái nghiệp này nguyên do từ đâu? Từ ăn thịt chúng sanh mà từ nơi sát sanh. Và không biết ăn chay và không biết phóng sanh. Ăn chay là chỉ ác, ngưng lại điều ác. Và Phật phải dạy phóng sanh để tác thiện. Nhớ không? Không sát sanh mà phải phóng sanh. Đúng không? 10 điều thiện mà. Nói cho đúng kinh Phật dạy à. 10 điều thiện Phật nói không phóng sanh mà phải, không sát sanh mà phải phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tham lam mà phải bố thí, không giận hờn mà phải từ bi. Đúng không ạ? À? Phật chúng ta là phải tích cực chứ không phải tiêu cực mà đủ à. Thực sự mà nói, hôm nay mà sở dĩ chúng tôi nói quý vị có những cảm xúc như vậy là do chúng tôi phóng sanh 6-7 năm nay thấy có hiệu quả. Hiệu quả vô cùng. Mà phải phóng sanh sao cho đúng á nha. Đúng mới có hiệu quả. Đúng à. Hiệu quả làm sao? Vừa rồi đi xuống bệnh viện, cái này không phải chúng tôi khoe khoang, xuống bệnh viện Hòa Hảo, bác sĩ còn, ông kiểm tra hết từ A đến Z. Ông hỏi thầy có kiểm tra ung thư không? Kêu có, kiểm tra ung thư luôn. Sida gì ông kiểm tra hết đi. Ông hỏi thầy làm gì có sida? Kêu đôi khi quý thầy quý sư cô cạo đầu dính dữ lam máu đứt ra đó, rồi cạo với nhau cái nó nhiễm máu lây qua đường máu. Ông kêu cũng có lý, tôi kiểm tra sida cho thầy luôn. Ông kiểm tra hết, ông kêu 99% không có gì cả, chỉ có gan nhiễm dầu một chút thôi. Không đáng kể. Thầy về thầy kiêng ăn bột, kiêng ăn gạo nhiều, kiêng ăn đường. Đường nó chỉ có 6.7, chưa lên 7 chấm, chưa phải là tiểu đường, không bao nhiêu. Ổn, nhưng mà có cái điều đặc biệt. Điều đặc biệt là gì? Cái chất đề kháng của người khác chỉ có 10 trên 30 là cao. Nhưng của thầy 10 mà trên 1.000. Có nghĩa là cái số chục 50 là dữ rồi, bước sang số trăm là 500 là dữ, là nhiều rồi, nhưng mà trên 1.000. Thầy ăn cái gì, thầy làm cái gì mà cái chất đề kháng thầy trên 1.000, gọi là chất đề kháng miễn nhiễm. Miễn nhiễm đặc biệt à. Thì chúng tôi nói chỉ ăn chay rau quả thôi có gì đâu. Ông kêu bữa nay tôi mới xác định người ăn chay ít bệnh hoạn và có chất miễn nhiễm trong cơ thể rất cao. Rất cao. Chúng tôi kiểm tra, hôm trước chúng tôi có giảng cái đĩa là đưa hồ sơ giấy tờ bệnh án lên đàng hoàng à. Thì người ăn chay là người ít bệnh hoạn, chậm già và trí rạng. Coi Ấn Quang Đại Sư Giang Ngôn Lục. Ăn lòi rau ăn chay là chậm già,
chậm già là trẻ lâu, mạnh khỏe, mạnh là ít bệnh hoạn, khỏe là sức khỏe dẻo dai. Và gì? Trí tuệ sáng suốt gọi là trí rạng. Nhưng xin thưa ngang, ăn chay không sát sanh mới là chỉ ác thôi ngang, mà phải tác thiện à. Tác thiện là làm 10 công đức phóng sanh, đúng lời Phật dạy à. Hôm nay chúng tôi không phải la lớn tiếng, nhưng mà trong người nó cảm xúc quá. Quý vị hiểu không? Hiểu cái nỗi niềm cảm xúc của thầy không? Cảm xúc từ Đà Lạt mà sắp xếp hơn 2 tháng, chùa Bình Quang hẹn phóng sanh rồi, chúng tôi lại đi Hồng Kông hồi lại, rồi hẹn tới hẹn lui. Quý sư cô hồi hôm qua mà không nắm được thông tin, tưởng chúng tôi bỏ ở đây, rối tung lên hết trơn. Tội nghiệp quý sư cô, quý ni sư lo lắng một cái đàn lễ như vậy. Bao nhiêu Phật tử bỏ tiền, bao nhiêu người tập trung về đây, mà mình không nói cái lợi ích phóng sanh họ thất vọng. Đúng không? Lợi ích phóng sanh đúng lời Phật dạy, để cho tăng trưởng cái lòng tin, tăng trưởng cái bồ đề tâm phóng sanh cho họ, cái này mới được. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi nói phải đúng lời Phật dạy, để cho quý vị có niềm tin để làm những công đức. Nhớ nghe, 10 công đức niệm Phật, 10 công đức niệm Phật lớn tiếng. Cái này trong kinh Đại Tập nghe, chúng tôi ngồi trước Tam Bảo chúng tôi không dám bịa nghe, không dám bịa à. 10 công đức lạy Phật, 10 công đức in kinh ấn tống tượng Phật, 10 công đức phóng sanh, đều trong kinh Đại Tập Phật dạy hết. Vì Phật nói 10 công đức phóng sanh thì phóng sanh có công đức, mà phải phóng sanh làm sao cho đúng mới có công đức. Nhớ nghe lại nha, 10 công đức niệm Phật, 10 công đức niệm Phật lớn tiếng, 10 công đức in ấn tống kinh tượng Phật, 10 công đức phóng sanh, là 4 cái 10 công đức chúng tôi đã giảng rồi. Chứ không phải phóng sanh không có công đức nha, phải nghe cho rõ à. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay từ Đà Lạt đi xuống đây, quý ni sư lập một cái đàn như vậy, tốn kém thời gian xin phép vân vân, nói ít quá quý vị chưa khoái, chưa thỏa mãn ha. Bản thân chúng tôi cũng chưa có thỏa mãn, giờ nói tiếp ha. Hồi nãy đọc chưa hết nè. Đã có lòng tin chân thành nguyện thiết tha, phải nên chí tâm chấp trì 6 chữ thánh hiệu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, bất luận đi đứng nằm ngồi, nói năng im lặng, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện vân vân, đều chẳng lìa 6 chữ hồng danh, hoặc 4 chữ cũng được. Lắng nghe cho rõ, trong đầu tràng lắng nghe cho rõ. Cần phải niệm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như. Nếu có thể niệm tại đâu chú tâm ở đó, niệm đến cùng cực, niệm đến cùng cực, tìm mất sạch tâm không, Phật hiện sẽ chứng được tâm muội trong đời này. Trời, đọc tự nhiên trong người cảm xúc. Làm sao niệm cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Làm sao? Muốn như vậy thì một danh hiệu Đức Phật A Di Đà đừng xen tạp. Lắng nghe chỗ này quan trọng. Đừng xen tạp trì chú, đừng xen tạp tụng thêm nhiều kinh khác. Nó không phải là tụng nhiều kinh khác là sai, nếu niệm Phật trì chú nữa là sai. Không có, chú cũng cổ Phật. Nhưng mà những người tu tổng trì, những người tu tổng trì là người ta vừa niệm Phật vừa trì chú, gọi là tịnh mật song tu. Những người tu tổng trì là vừa tịnh thiền tịnh song tu, nghĩa là người ta tu tổng trì, người ta tu rất nhiều pháp môn trong một lần, người ta vẫn vô định. Nhưng căn cơ của giác nhàn, căn cơ của quý vị và hòa thượng Tịnh Không nói, căn cơ của tôi tu nhiều môn cũng không thành tựu trong một đời này, mà phải nhất môn thâm nhập trường thời quân tu, không xen tạp, không hoài nghi, không gián đoạn. Một bộ kinh vô lượng thọ tụng, không xen tạp kinh khác. Một danh hiệu A Di Đà Phật, niệm cho tới cùng, niệm cho đến cùng cực. Thôi cái chỗ này sao nó cảm xúc đã quá nha. Niệm làm sao cho đến cùng cực, tìm mắt sạch tâm không, thì lúc này Phật hiện. Vừa rồi chúng tôi qua Hòa Thượng Tịnh Không nói nè, vì sao Phật không hiện, mình muốn mà Phật không hiện. Vì sao? Vì muốn này là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì muốn này là ngũ ấm tài sắc danh thực thì, ngũ dục lục trần nó che đậy, sắc thọ tưởng hành thức che đậy,
Đây là tâm vọng tưởng phiền não, cho nên muốn thấy Phật không thấy Phật. Còn tâm bạn đã thanh tịnh rồi, bạn muốn thấy Phật là Phật xuất hiện liền, và mình với Phật đứng nói chuyện giống như mặt đối mặt. Nghe danh từ hai câu mặt đối mặt nha. Danh từ mặt đối mặt này cổ hòa thượng nói, mà có chú Hùng đã dịch ra cái đĩa này, chúng tôi có làm. Giờ sau chúng tôi sẽ làm ra cái đĩa chuyến đi Hồng Kông chúng tôi tặng cho quý vị. Chúng tôi sẽ dập 20.000 đĩa, chúng tôi tặng cho quý vị. Ngài nói rằng sở dĩ mình muốn thấy Phật mà mình không thấy Phật là do cái muốn này là vọng tưởng phiền não. Còn nếu ai mà muốn thấy Phật mà thấy Phật, đây là cái muốn chân tâm thanh tịnh. Mà muốn chân tâm thanh tịnh thì niệm làm sao cho cùng cực. Cùng cực đó là gì? Là toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm. Tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như, tâm không Phật hiện. Chúng tôi chưa đạt đến cảnh giới này, nhưng chúng tôi nếu mà cứ tiếp tục đi theo trên con đường này, nhất môn thâm nhập, thì chắc chắn sẽ gặp được. Chắc chắn sẽ gặp được con đường này. Đây là lời tổ dạy mà. Lời tổ dạy đơn giản, chỉ một câu danh hiệu A Di Đà Phật. Từ tối đến sáng, từ sáng đến tối, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm, đại tiểu tiện. Dễ sợ chưa? Ấn Quang Đại Sư nói vậy là suốt ngày ngày không rời danh hiệu A Di Đà Phật. Từ tối đến sáng, mọi mặt, vô nhà vệ sinh mà cũng không rời Phật luôn. Niệm trong tâm, và niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như. Thì muốn như vậy chỉ giữ một danh hiệu A Di Đà Phật, khỏi trì chú thêm. Nếu chúng ta vào nghi lễ thì có thể trì chú, vào cái nghi lễ tụng kinh, là nghi lễ này, nghi lễ nọ, thì chúng ta có thể trì thêm chú Đại Bi. Còn khi bắt đầu vào công phu thì sao? Giữ một danh hiệu, niệm làm sao giống như tổ dạy, là từ tối đến sáng, từ sáng đến tối. Niệm làm sao cho ăn uống đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng giữ danh hiệu A Di Đà Phật, thì lâu ngày tâm mình không còn phiền não, không còn phân biệt, không còn chấp trước, không còn ngũ dục lục trần, không còn tham sân si mạng, không còn tự tư tự lợi, không còn danh văn lợi dưỡng. Nhưng mà tâm mình vẫn còn một danh hiệu A Di Đà Phật, thì lúc này tâm mình với Phật không hai, gọi là tâm Phật không hai, và tâm Phật không hai và sanh Phật không hai. Sở dĩ mà hôm nay chúng tôi nói lên được cái cảm xúc này là chúng tôi đang áp dụng trên con đường này. Con đường đó là gì? Lấy công đức phóng sanh kéo dài thọ mạng và ít bệnh hoạn, lấy công đức pháp thí truyền bá pháp môn tịnh độ để gieo duyên kết duyên với Tây Phương Cực Lạc. Vừa rồi chúng tôi đi Campuchia về, đến sân bay nó delay 2 tiếng đồng hồ, trả khách sạn sớm, công ty Viettravel đưa đoàn chúng tôi đi có hòa thượng Thiện Huệ, và trả khách sạn sớm mới có 2 giờ chiều ra ngồi, đến 7 giờ tối máy bay vẫn còn delay. Mấy cô nói thưa thầy, thôi tới uống chút sinh tố đi thầy. Mời đến, quý cô thì quý quá, thầy sinh tố xòi ngon lắm thầy. Uống miệng, thầy sinh tố dứa là thơm ngon lắm thầy. Uống miệng, thầy sinh tố dưa hấu ngon lắm thầy. Uống miệng. 4-5 thứ vô nó lộn lạo, nó quýnh lộn trong đó. Bắt đầu là lên máy bay lúc 8 giờ, bay về 11 giờ rưỡi. Rột. Rồi Đang nằm. Mà phải làm sao? Ngồi dậy. Bắt đầu làm sao? A-di-đà-phật. 15 phút bắt đầu chịu hết nổi rồi, bởi vì nó muốn ra, nó cứ lột rột trong đó hoài. Bước ra nhà vệ sinh rẹt sạch sẽ. Ông này nói chân thành. Vô ngồi niệm 15 phút nữa, ngủ một giấc đến sáng. Thì cái lúc tối mình ngủ đến sáng, từ 12 giờ ngủ đến 4 giờ đó, thì cái lực niệm Phật nó kém, cho nên nó kêu tiếp. Và tiếp tục ngồi niệm, làm một phát nữa sạch sẽ luôn. Sáng không ăn, đến trưa ăn cơm, đi trở lại bình thường. Nhưng cái lúc mà nó khó chịu á, trong người nó đi về, gọi rằng là tàu tháo rượt á, mà chúng tôi tập trung vô, chúng tôi niệm Phật, cầm lại, khỏi uống thuốc A già đà nhanh hơn thuốc tây.
Nhưng với điều kiện mình có sức định mình niệm thì lúc đó mình dùng cái tâm lực mình niệm Phật thì nó cầm lại liền. Cho nên người niệm Phật là người không bệnh, người niệm Phật là người không già, là người niệm Phật là người không chết. Vì lúc vãng sanh mở mắt thấy Phật, về với Phật làm gì chết. Hay pháp môn niệm Phật, mười phương chư Phật tứ lưỡi rộng dài thuyết thành thập ngôn, tán thán Đức Phật A Di Đà, từ bây giờ cho đến tột cùng đời vị lai cũng không hết nổi công đức này. Công đức của Phật A Di Đà mà chúng ta nghe là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, cửu phẩm độ chúng sanh. Tất cả các vị Phật khác đều thể hiện nói giáo pháp để độ cho chúng ta, chỉ riêng Đức Phật A Di Đà là dùng hóa thân trực tiếp xuống để tiếp dẫn. Chỉ có một mình Phật A Di Đà mới gọi là hóa thân để tiếp dẫn. Mười phương chư Phật không có. Hòa Thượng Tịnh Không nói mười phương chư Phật cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện vào cõi Ta Bà để giới thiệu cho chúng ta về cái pháp môn tịnh độ. Chứ Phật Thích Ca Mâu Ni không dùng hóa thân trực tiếp xuống cầm đài vàng lộng che bào chàng phan bảo cái để trực tiếp tiếp dẫn quý vị vãng sanh. Chỉ có một mình Phật A Di Đà, cho nên mới nói là Phật A Di Đà là Phật Trung Chi Vương, là vua trong tất cả các vị Phật. Và hạnh nguyện của Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật không có, vì Ngài là trực tiếp thị hiện để tiếp dẫn trực tiếp. Dạ chưa? Nhưng người muốn tiếp dẫn đó là phải đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Phải dẫn chứng từ trong kinh rõ ràng như vậy, chứ không có nói hầm hồ nha. Dẫn chứng cho rõ ràng à. Bất thiểu là không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Nước kia là nước Cực Lạc. Quý vị coi lại đi. Cái mình thừa không mang đi được mà bây giờ cố gắng làm cho nó thừa. Cái mình thiếu mang đi được mà bây giờ thiếu không chịu làm. Hiểu không? Hiểu chỗ này không? Cái là thừa mang đi không được mà vẫn tiếp tục làm nhà, cửa, xe, cộ, chùa, chiền, của cải, vật chất. Dĩ nhiên trong cuộc sống mình phải có nó để xài. Nhưng mà mình coi nó là chính, trầm hâm suốt ngày để làm kiếm nó, để xây dựng tạo cho nó, mà nó là giả mang đi không được. Còn cái thiện căn phước đức nhân duyên đem đi được là công đức phóng sanh, công đức in kinh, công đức niệm Phật, công đức làm lành. Những công đức này mang đi được mà không chịu làm, nó đang thiếu. Thiếu thì lúc lâm chung mình thiếu, không đủ tiêu chuẩn, làm sao mà về được Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà nói 10 niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 niệm vãng sanh, thì có những người niệm rất nhiều niệm mà sao chưa vãng sanh? Vì trong câu niệm đó chưa đầy đủ tính hành nguyện, vì trong danh hiệu người ta đang niệm đó chưa đầy đủ thiện căn và phước đức, cho nên thành ra cái niệm này vẫn là cái niệm còn thiếu. Mà thiện căn phước đức không phải là một ngày một buổi ngang, không phải là một ngày một buổi à, phải có thời gian à. Như chúng tôi hôm nay không phải tự khoe, mà từ năm 12 tuổi tu đến hôm nay là 41 năm. Năm nay là 43 tuổi mà chúng tôi thấy phóng sanh cũng chưa đủ à, in kinh cũng chưa đủ à, đi thuyết pháp như vậy cũng chưa đủ à. Chưa đủ cho nên mới làm nữa. Còn đủ rồi thì mình thấy mình không có làm. Phải không ạ? À? Chúng tôi vẫn thấy chưa đủ, cho nên bây giờ phải thân hành đi đến đây để làm. Hiểu không? Ngày nãy giờ ngồi là thấy mỗi chân rồi ha. Mỗi chân không à? Nghe hấp dẫn quá cho nên không thấy mỗi chân, không ạ? À? Nghe nữa không? Nguyện một đời này lấy pháp môn tịnh độ để phổ biến cho chúng sanh, để dìu dắt chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ấn Quang Đại Sư mới nói mười phương chư Phật thành Phật ở một quốc độ nào bỏ cửa màu tịnh độ thì không để độ khắp hồng mê. Mười phương chư Phật á ngang thị hiện một cái cõi nào đó, cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cõi Ta Bà, mà bỏ pháp môn tịnh độ cũng không thể nào độ khắp hồng mê. Đó là đối Phật thành Phật rồi nha. Còn chúng ta là kẻ phàm tăng, phàm ni, phàm phu, mà không có nương nơi pháp môn tịnh độ thì khó độ chúng sanh lắm. Nghe câu của Ấn Quang dạy tiếp nè: cụ giới chúng sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trời người, Atola, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát là cụ giới chúng sanh, bỏ đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác. Cái câu nói, hai cái câu đó của Ấn Quang Đại Sư mà chúng tôi khắc trước cái cửa là bao trùm hết khắp mười phương pháp giới. Mà Ấn Quang là ai? Là hóa thân của Ngài Đại Thế Chí. Vì sao? Vì cái lúc Ấn Quang Đại Sư đang ở trong liêu á, thì có đứa bé đi ngang qua ban đêm, nhìn vô thấy Ngài Đại Thế Chí ngồi trong đó, hào quang sáng rực trong cái liêu luôn. Sáng hôm sau đứa bé nói: ủa sư ông à, hôm qua con thấy ngài, đêm hôm qua con thấy Ngài Đại Thế Chí ngồi trong này mà. Ấn Quang Đại Sư nói: con không được nói với ai nha, con mà nói với ai là sư ông không cho con đến đây nữa đâu. Thì đứa bé này không dám nói. Thì khi ngài tịch rồi á nha,
mà ngài tịch rồi cũng dữ dịu lắm. Thì ngài tịch rồi 32 cái răng còn nguyên vẹn bên Trung Quốc. Chúng tôi có đến ngay cái chùa của Ấn Quang Đại Sư bên Trung Quốc luôn, còn nguyên vẹn 32 cái răng. Ngài muốn nói rằng những cái lời của ngài nói rắn chắc như răng của ngài, không sai xê dịch, và thiêu cái gì cũng tiêu hết mà răng còn trắng nõn luôn, còn yên nguyên 32 cái răng. Và khi ngài Ấn Quang tịch rồi, đứa bé này mới nói là Ấn Quang Đại Sư là quá thân của ngài Đại Thế Chí. Dễ sợ không? Quá thân của ngài Đại Thế Chí. Vì thấy ngài Đại Thế Chí ngồi trong liêu mới nói lại, thì cái sử liệu này truyền lại. Hòa Thượng Tịnh Không cũng có nói sử liệu này. À, vì vậy hôm nay chúng ta truyền bá chánh pháp với pháp môn Tịnh Độ này, làm sao đi đúng những cái vị lão sư mà dạy chúng ta. Cho nên thành ra hôm nay chúng tôi giảng, thường là chúng tôi dẫn chứng những lời của tổ thì nó không có sai, và dẫn cứng chứng ở trong kinh lời Phật nói nó không có xê dịch nha quý vị nha. Chứ coi chừng nó xê dịch ra. À, vì vậy cho nên thành ra hôm nay với một cái lễ phóng sanh này, chúng tôi vô cùng tán thán ni sư trụ trì chùa Liên Hoa đã hưởng ứng phóng sanh, và chúng tôi vô cùng tán thán những cái lời dạy của chư hòa thượng thượng tọa Đại Đức Tăng Ni đã khuyến khích và trợ duyên cho Phật tử về cái công đức phóng sanh mà trong kinh Phật dạy, đó là 10 công đức phóng sanh trong kinh Đại Tập. Và chúng tôi vô cùng tán thán quý Phật tử hôm nay có mặt hưởng ứng kẻ ít người nhiều phát Bồ Đề Tâm phóng sanh để đem công đức này hồi hướng cho ni trưởng Thích Nữ Huyền Tâm là tại chùa Bình Quang. Chiều hôm nay sau khi chúng ta ăn cơm xong, chúng tôi mong rằng toàn thể Phật tử chúng ta tập trung về lại tại chùa Bình Quang chiều hôm nay vào lúc 1 giờ mấy đó, là sau khi cái lễ này xong, khi nào chúng ta ăn cơm, nếu ai sắp xếp được thời gian là tùy hỷ qua bên chùa chung với chúng tôi làm một cái lễ phóng sanh, được chưa ạ? Hôm qua chúng tôi có góp tiền phóng sanh bên đó rồi, và hộ niệm cho ni sư, và chúng tôi muốn lấy cái âm điệu mà niệm Phật từng chữ từng câu học bên Tịnh Tông về, để gì? Áp dụng cái câu niệm này liên tục không gián đoạn. Và mọi người trực chiến ở bên cạnh với ni trưởng không gián đoạn suốt ngày đêm, 7 ngày đêm luôn, giúp giùm tôi cái chuyện này. Ai Phật tử nào rảnh cứ dịp vào trong đó niệm Phật, ngồi tại cái phòng của ni trưởng niệm Phật cho chúng tôi suốt ngày đêm không gián đoạn, theo như cái âm điệu A Di Đà Phật. Quý Phật tử niệm với thầy một chút coi. A Di Đà Phật. 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 Có một cái điều, nếu mà không theo nghe theo cái âm thanh chúng tôi niệm trước á, thì quý vị tự niệm một chập cái là bắt đầu cái tâm mình á, nó nhanh, nó dắt cái người niệm Phật đi nhanh quá, cái người bình nó niệm theo không kịp, không nghe theo được. Hôm qua chúng tôi cũng niệm với quý vị Phật tử, chập kéo tôi chạy te luôn. Nhưng mà để cái âm thanh chúng tôi niệm nó đều, quý vị lắng nghe, đừng có niệm lớn hơn âm thanh, mà niệm nghe âm thanh để chúng ta niệm theo âm thanh cho đều thì không mệt, và tiếng âm thanh này đều đặn thì người bệnh người ta nằm người ta nghe người ta mới nhập tâm. Cái chỗ này quan trọng, nương một cái âm thanh chuẩn nha, quan trọng nha. Thì cái âm thanh này sẽ dắt quý vị đi từ ngày này đến ngày nọ, từ tháng này đến tháng nọ mà không có mệt, bởi vì mình mệt mình niệm nhỏ thôi, đúng không ạ? Âm thanh này làm chủ để dắt dẫn mình đi. Chúng tôi lấy một âm thanh này để dẫn mình đi niệm, niệm đến cùng cực tâm không Phật hiện. Chúng tôi không ngờ hôm qua ni sư Như Tâm nói thưa thầy, sao ni trưởng mở mắt lớn dữ vậy thầy, con không ngờ bao lâu nay không có thầy ạ. Lạ thiệt thầy. Cho nên bữa nay thầy qua chùa Liên Hoa thầy giảng sau buổi trưa nay để thầy mời toàn thể Phật tử về đây để ủng hộ phát tâm, ngày nào cũng phóng sanh cho ni trưởng, và ai muốn phát tâm về đây niệm Phật cho ni trưởng. Ni trưởng là một vị ni mà lớn nhất ở tại tỉnh Phan Thiết trong ni bộ, quan trọng lắm ạ. Mà niệm để cho ni sư tự tại vãng sanh, đây là một cái công đức của quý vị rất lớn. Chúng tôi khuyến khích quý vị rảnh chúng ta về nhà, bữa nay có ni sư Như Tâm chịu và đồng ý để niệm tại phòng của ni trưởng luôn. Cái công đức niệm Phật này thù thắng lắm à, bởi vì là chúng tôi hộ niệm rất nhiều ca,
không phải tự khen vỗ ngực xin tên chứ trên mấy trăm ca là thấy có những sự xuất hiện bầu nhiệm ngoài sức tưởng tượng. Mình không thể tưởng tượng đâu à. Ăn giàu nằm về 19 năm trời ba cô diệu truyền, vậy mà một năm một đêm quyết định đi. Không thể tưởng tượng. Sư bà 101 tuổi, bà ngoại của cô diệu truyền nằm 2 tháng, vậy mà trong 3 ngày đi. Hay lắm quý vị. Công đức niệm Phật chỉ có Phật cùng Phật biết thôi à. Cho nên cái lối giảng chúng tôi là luôn luôn tán dương công đức niệm Phật, luôn luôn tán dương công đức phóng sanh, luôn luôn tán dương công đức lạy Phật, luôn luôn tán dương công đức in kinh, chứ không có chê bai chỉ trích ai nha. Không chê bai chỉ trích một vị thầy thầy nào, không có chê bai chỉ trích một tên tuổi của một vị nào. Đó là một cái lối dạy của các vị thầy đi trước dạy cho những vị giảng sư, là giảng không nên chỉ trích một vị thầy nào, không nên chỉ trích một pháp môn nào, và không nên chỉ trích một công đức phóng sanh nào. Cho nên hồi nãy hòa thượng nói đây là nói để cho quý vị làm gì? Phóng sanh cho đúng, chứ không phải hòa thượng chỉ trích, chứ không phải là hòa thượng bác cái chuyện phóng sanh đâu. Lời Phật dạy mà ai dám bác? Tăng ni nào dám bác 10 công đức phóng sanh không? Bác lời Phật dạy tức là bác Phật, mà bác Phật là không cung kính Phật là đọa địa ngục chết à. 10 công đức phóng sanh là kinh Phật đại tập Phật dạy mà ai dám bác? Mà hòa thượng hồi nãy muốn nói cho quý vị là gì? Là làm sao phóng sanh cho đúng. Đừng có thả cá ngay chỗ hòa thượng nó giăng lưới, nó bắt mấy con cá tội nghiệp nó đang sống bình yên. Thì nên đi những chỗ nào xa xa mình thả cho nó sống được lâu hơn. Hiểu không? Đừng có nên đặt mà phải ra gặp con nào mua con đó. Và con chim nó tự đừng có nhốt nó lâu, nó chết trong lòng. Thì mua về thì thả đi là xong vấn đề chứ có gì đâu. Vậy chúng ta có phóng sanh nữa không? Có chứ. Đúng không? Đây. Thì hòa thượng đang nói một cái mặt tiêu cực để chúng ta không làm những điều đó. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta vẫn đi theo con đường của Phật dạy 10 công đức phóng sanh, làm ở mặt tích cực. Có viên nhân pháp sư chỉ, được không? Được chứ sao không được. Đúng không? Này. Vì vậy cho nên hôm nay quý Phật tử về đây làm những công đức phóng sanh thì mỗi vị hòa thượng, mỗi thầy có một cái lối giảng giúp cho mình làm cho nó đúng hơn. Được chưa quý vị? Đúng không ạ? À. Thì hồi nãy giờ chúng tôi vẫn tán thán lời của hòa thượng nói là đúng. Chứ nếu mình là một vị tăng, mình nghĩ mình có uy tín Phật tử đến nhiều, rồi mình bác cái lời của hòa thượng đi, thì mình mất cung kính tăng và chê tăng như vậy mình đọa địa ngục. Vẫn khen những lời hòa thượng nói đúng, không sai. Mua về con chim nó chết tội nghiệp, thì hòa thượng khuyến khích chúng ta mua là thả sớm đừng có đặt, thì chúng ta sẽ làm thôi. Đúng không ạ? Không nên chê bai chỉ trích, thì chúng ta mới có công đức, thì cái buổi thuyết pháp chúng ta mới viên mãn. Quý vị hiểu không ạ? Rồi. Thì nói nghe có lý sao gật đầu mấy vậy? Thưa quý vị, giờ đây thời gian đã là 11 giờ. Và chúng tôi một lần nữa kêu gọi quý Phật tử chiều hôm nay về tại chùa Bình Quang do Ni Sư Như Tâm mời chúng tôi. Và thay mặt Ni Sư Như Tâm mời toàn thể Phật tử chúng ta qua bên đó để cúng chúng ta kết duyên gieo duyên hộ niệm với ni trưởng. Được không? Rồi làm gì? Rồi tùy hỷ bỏ tiền vô phóng sanh. Rồi quý sư cô ra chợ gặp con gì mua con đó, không đặt, tìm cái chỗ nào thả cho thầy an toàn. Đây là hòa thượng Tịnh Không nói nha. Thả chỗ nào cho an toàn thì mình phải đi tìm chứ. Đúng không? Đó là điều chúng tôi muốn mời quý vị trong chiều hôm nay. Đáng lẽ sau khi buổi giảng này chúng tôi lên xe về Đà Lạt liền, vì công việc trên đó rất là bận. Vừa đi Hồng Kông về, đi Campuchia về, cho nên công việc chúng tôi dùng một đống đĩa, mười mấy cái đĩa Vía Quan Âm ở Đại Tùng Lâm, 70-80 ngàn người. Cái đĩa này ai cũng đang hưởng ứng mà chúng tôi vẫn chưa duyệt xong. Chúng tôi rất bận, nhưng chúng tôi theo lời mời của Ni Sư Như Tâm, chiều hôm nay sau cái lúc này chúng tôi tiếp tục qua đó để quý vị biết được cái cách hộ niệm, để quý vị nghe cái cách khai thị của chúng tôi. Được chưa? Và để gì? Để chúng ta làm cái lễ phóng sanh tiếp bên đó nữa. Được chưa? À, thực ra hôm nay không biết sao trong người chúng tôi nói cảm xúc. Quý vị thay nghe thấy có vẻ hùng hồn la lối, không phải đâu. Trong người chúng tôi cảm xúc quá. Cảm xúc quá cho nên thành ra nó mới có những cái âm thanh chúng tôi như vậy. Quý vị quan hệ ha. À, thưa quý vị, giờ này thời gian đã hết. Giá nhàn cầu nguyện Hồng Ân Tâm Bảo gia hộ cho chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, gia hộ cho toàn thể quý Phật tử phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, niệm Phật là nhân, vãng sanh thành Phật là quả, phóng sanh là nhân,
ít bệnh hoạn thọ mạng kéo dài là quả. Và một đời này nhất hướng chuyên niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, lão thập niệm Phật để tự tại vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin mời toàn thể quý vị chúng ta hồi hướng ạ. À.